Hello, em xin tâm biến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay có một cái video chia sẻ với anh em về cái công trình mới của mình đây. Hôm nay thì mình đang đi xúc xỉ và san sân và mặt bằng. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái đất, thế nhà nó rất là hẹp. Đấy. Những cái chỗ này nếu như mà để mà ngày trước mình đi làm con máy xúc Đô San DX55 với các bác thì là vào cái chỗ này nó sẽ rất là khó để mà quay đi quay lại. Đấy. Bởi vì cái diện tích chiều ngang này mình thấy cái chỗ đầu này thì nó loe ra nó khoảng được 4 mét thôi. Chưa được 5 mét đâu. Rất là khó để mà đi đây. Cái máy của mình còn phải đóng cái nắp lít xuống ấy, để cái bên này mình quay cho dễ này. Đấy, hiện tại thì hôm nay mình đang đi sang sân và lát nữa thì mình sẽ xúc cái rác này đi xong rồi mình sẽ xuống bét cái bay kia lên để cho lên phía đằng trước này, tôn đằng trước cho lên cho nó sạch anh em nhé. Đấy thì hôm nay thì có một công trình hẹp hẹp như này thì chia sẻ với các bác. Thì hôm trước thì cũng có làm rất là nhiều video đi đào móng cũng như là đi chơi thăm em Kiên với lại các bạn của mình rồi. Thì công trình của mình nó cũng đã xong và mình chuyển đến công trình mới. Thì xong công trình này thì chắc có buổi sáng nay thì mình sẽ làm xong luôn. Thì bây giờ mình sẽ xúc nốt xe rác này, đó là sàn cái đất ở phía trên kia. Đấy, làm ở những cái chỗ thành phố hoặc là những cái chỗ đông dân đấy các bác thì là nó rất là có những cái nhiều những cái hạn chế ở dây điện này, dây nước này, rồi thì là các cái đường dây cáp ngầm ở phía dưới ấy, các bác. Đây là cái khu người ta gọi kiểu quy hoạch ấy, một nhà người ta chỉ có một thổ như này thôi và là có những cái phần nhà nào nhiều tiền thì người ta mua được rộng luôn. Tất cả ở đằng trước này là phân lô phân liếc rồi, dây điện là đi ở đằng trước, dây nước cũng đi ở đằng trước hết. Đấy. Cho nên là cái thế đất như thế này là làm là anh em phải rất là để ý, nhớ mà moi vào cái dây cáp hay là dây điện đấy thì rất là nguy hiểm. Cái xỉ này lúc trước là cái nhà ở bên cạnh mình đây này là nhà bác này mới xây. Đấy, cho nên là bác ấy có để cái rác ở bên sườn này. Thế thì bây giờ thì mình bắt đầu mình mới đi ra để mình dọn để trả lại mặt bằng cho cái nhà cái đất ở cái chỗ vườn chuối này. Cái chỗ này thì toàn thấy là bạt thôi, không thấy xỉ rác với đất mấy, thấy bạt nhiều. Những cái cục to to này mình sẽ múc hết đi anh em nhé. Cái bay thì lát mình sẽ để lại. Còn cái bay này nó là sau này sẽ san lên cái phía trên này cơ. Bây giờ mình tiến lên để mình cào qua cái rác đi. Cái thế nó hơi hẹp một tí cho nên là mình làm là lắm lúc là cũng cái cần mình cũng phải nhấc lên hết cỡ. Và mình phải căn làm sao để cho nó không lên cao quá mà không xuống cao, không xuống thấp quá. Bởi vì là cái cần của mình khi mà nhấc lên cao quá là nó hơi bị giật đấy các bác. Con máy nào nó cũng bị kiểu đấy, nhưng mà bởi vì nó có là cái đến đoạn cuối cùng là nó có gọi là dạng như kiểu là bị bóp ạ. Đây nguyên áp nguyên giang. Nhiều khi các bác làm để ý mới xem ra hết cần nó hơi cứng lại một cái, nó đang lên nhanh các bác. Cho nên là nó mình cũng không nên nhấc nó nhanh quá mà đột ngột quá, mình cũng gọi là làm vừa cái tầm để mình di chuyển thôi. Đấy, như chỗ này có cây chuối thì mình dồn hết cái rác về gần đây. Cái bác chủ nhà vừa mới bảo mình là múc mình cái rác này thôi, còn cái phần bay thì mình sẽ để lại để lúc mà múc lên trên này. Cái đất này tí nữa mình sang cái đất ở phía trên này thì mình sẽ vứt hết xuống dưới này nhanh em nhé. Bởi vì là cái đất này là sau này sẽ làm cái cốt. Đấy, còn cái bay này thì mình sẽ làm giải ở trên mặt. Học vỉa ba qua rồi thì là đây ở đây có cái cục
Người ta khoan à cũng cũng cục bê tông này anh em này. Không biết là mẫu hay là cái gì này. Mẫu bê tông hay sao mình thấy nó rất là tròn. Cục này cũng mẫu à hay là giếng khoan. À mình nghĩ khéo ở đây ăn nước máy mà không có giếng khoan. Cục này chắc cục bê tông mẫu các bạn. Đó, cái rác coi như nó đã hết rồi anh em nhé. Đó, như thế này nó chỉ còn một tí cái xỉ thôi. Xỉ này thì không đáng kể. Hết rác rồi nhá. Ok, mình sẽ đi xuống để mình dồn cái mây ở phía xa cái về đây anh em nhé. Cái mây về xong mình múc đặt lên trên kia. Trước thì mình vào trong này mình cào rác ra đây này. Cái chỗ này thì nó hơi nghiêng thì mình sẽ làm cho nó cân để cho nó đứng máy nó dễ này. Vào trong này thì nó hơi ồn một tí, anh em thông cảm nhé. Trong này rất là nhiều mây luôn. Bên này thì nó có cái chuối này nó hơi mắc một tí này. Ông đi xem máy múc không? Đây có ông cụ, ông ấy ở trong cái chuối này, ông xem máy. Tất cả cái bay này thì dồn hết đây. Cái rác này phải bỏ ra. Vì bên kia là cái người ta đổ rác vào cái đánh kiểu không ai ở các bác, người ta cứ đổ trộm vào nó. Ngoài đến đất thì anh em nhé. Múc này khá là hẹp, 2 mét, chỗ này khoảng 4,5 mét các bác ạ, bởi vì cái máy của mình là 2 mét mà. Thì vào trong kia chắc khoảng 4 mét nữa. Cái đầu ngoài này mình thấy nó hẹp, thế đất nó rất là hẹp, nó không được như kiểu là ở cái đầu to đầu đằng sau mình đây. Cái này thì toàn bộ là bay thôi. Cái này mình nghĩ là ngày trước đó là cái xỉ nhà ấy các bác. Cái xỉ mà vỡ thừa này người ta đổ lên này. Với lại cái móng nhà này người ta cũng đổ bằng bay. Đấy, cái bác chủ nhà bác bảo ngày xưa là đổ hết cái móng nhà này, đổ hết bằng bay mà. Người ta ép móng cốc xong là người ta lên dầm thì cái đường dầm đó thì người ta sẽ bồi bay vào. Cái bay thì nó đắt thôi nhưng mà nó rất là tốt. Đấy. Nếu mà khi mà làm đúng theo kiểu san ra xong đầm cóc ấy các bác. Thì nó sẽ rất là tốt, rất là chắc. Và mây này mới cát thì là đắt hơn mây. Cát thì nó không lún mà, cát thì hầu như là chỉ cần cho vào xong bơm nước vào là nó cát tự nó chặt lại đâu. Nó đầm nữa là ok. Đấy, lượng mây thì còn khá là nhiều cho nên là mình lan này sẽ múc hết lên trên kia. Cứ vẽ đến mép đất anh em nhé, do cái răng của mình nó khá là dài. Nó thừa ra khoảng 20 phân cơ, xong rồi nó mới đến cái miệng gầu kia. Đấy, cho nên là nó rất là thưa. Nhiều khi là mình cào nó cũng không thể là nó sạch 100% như kiểu nó mới băng rồi. Đấy, cái này lọc lên ra nữa, có tí răng nào thì mình sẽ múc đi tiếp thôi nhá. Cái gầu của mình nó hơi kêu thì anh em thông cảm nhé, bởi vì cái thế nhé, hai cái thế nhà hai bên này nó cũng kêu rất là to. Cho nên là mình cũng không thể nào mình lấy được, nắn được. Với lại cái răng gầu của mình ấy, cái cẩu hàng ở phía răng sau cái gầu ấy kìa. Nó rất là như lỏng, nó rất là dơ. Bây giờ nó cứ đung đưa tự do các bác, cho nên là cái khi mà mình làm da gầu đột ngột là kiểu gì là kiểu nó cũng bị chạm vào nhau, nó mới kêu như vậy. Cái này lan nó mình múc lên trên. Cái đất thì mình sẽ san ở trên này, mình rải ra sau. Hết rồi chú. Hết rồi.
Bảo chú xem có cái dọn luôn cái bên kia để chuyển tay lên không? Đi rồi. Hả? Đi về rồi. Về rồi à? Có thế thôi, bởi vì cái này là bay để lại đó mà. Cho lên trên này xong rồi múc lên trên này cho nhanh nhá. Cái này toàn bay sạch rồi. Cái này mà san vào cái nền sân thì hết ý rồi, không thể chê được. Bay này ngày trước người ta mua bay tốt đấy. Càng ra đây thì cái đất nó càng ăn lên các bác nhá, nó ăn lên cho nên là mình sẽ nâng cái tay gầu lên, nâng lên để cho nó khỏi ăn vào đất. Mình làm một lát nữa, một lúc nữa thì sẽ xong thôi. Cho nên là sẽ không lâu lắm đâu. Để cho cái xe này đi này. Bao đây bao cát đấy. Xe nó đi thì mình sẽ múc sau. Để lên đây các bác nhá. Bây giờ mình sẽ lên mình múc một ít này để cho nó hở sâu cái cốt này xuống, để lát nữa mình sẽ để cái bay vào đây. Ở đây có hai chị rất là xinh. Thế dưới đây có dây điện, anh em nhìn thấy cái dây điện vàng vàng trong góc cái cột kia không? Có dây điện đấy, cho nên là mình làm nó phải hết sức là nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Lúc nãy thì mình đã cào vào nó rồi. Hết sức nhẹ nhàng. Hai chị rất là xinh. Lấy mặt bằng mà gặp gái xinh thế này thì làm sao mà làm được. Dây điện nó cách cái chỗ kia khoảng hơn 1 mét, cách cái vỉa bảo toa các bác hơn 1 mét, cho nên là trong chỗ này là nó cũng không có này. Đó. Để đây anh em nhé, quay lại để múc cái bay này vậy lên này. Cái bể của mình nó đang hơi bị tụt. Đấy, cho một ít cái bay vào làm cái bể đứng này. Hai bên nó rất là mắc, làm rất là phải tập trung. May là mình đội cái camera trên đầu cho nên là cũng không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Mình chỉ cứ việc làm thôi. Chân tay thì không phải cầm máy quay rồi, không phải. Sau này mình sẽ mua một cái camera 360 anh em ạ, mình sẽ gắn ở chỗ cái quạt này, dưới cái quạt. Thì là mình về mình chỉnh thì nó sẽ được nhiều góc, có những góc thì nó ở đằng trước mặt, có những góc thì nó ở đằng sau. Chung là cũng rất là hiện đại đấy, camera 360 mình thấy nó rất là hiện đại. Đang chuẩn bị xoay tiền để lúc mình đi về Hà Nội, nếu mà không dịch bệnh thì mình sẽ đi về Hà Nội mình mua. Mua một cái camera 360.
Vậy quay thì là mất thời gian làm thôi, nhưng mà nói chung là vẫn ổn anh em ạ. Cái đó thì một camera nhưng nó có thể quay được nhiều, gọi là nhiều cái tác vụ nó khác nhau, cam trước cam sau thì nó rất là tiện. Đây anh này, anh thợ nước, anh đang lắp nước này, lắp nước để cái hệ thống tưới hoa thế trồng cây các bác. Thì là các bác ấy đang làm cái đường thoát ngay cái đường cống ra này, chỗ bên dưới cái đầu xích này có một cái cống như này anh em. Video này thì mình chưa làm xong được rồi, bởi vì là video cũng khá là dài rồi. Công trình của mình thì cứ lát nữa mình mét cái đất ở trên này rồi xuống dưới này, xong rồi san lại cái bay như vậy là được. Đấy, đất nó đang nổi dần lên rồi anh em nhé, nổi lên và lượng bay của nó đang ít dần đi rồi. Mỗi cái đầu dưới cái này nó nhiều rồi, từ cái chỗ gốc chuối này lên là nó đất nó đang lên này. Đấy, nó hở đất rồi, nhấc nhẹ nhàng không có nó trồ vào cái nhà bên cạnh. Đấy, hở đất đây anh em này. Cái tay của mình lúc nào nó không có cảm giác ấy. Nếu mà múc vào cái bay này thì nó mềm thôi, thì nó không có tải mà cảm giác nó sẽ không bị nặng đâu. Nếu như mà múc vào cái nào nó có tải, ví dụ mình bấm sâu nó có tải là nó sẽ quẹt vào cái đất đấy các bác, cái gì. Mình kiểu là mình sẽ mòi hết cái bê tông đi anh em nhé. Tiến lên. Ở bên ngoài này, ở phía bên trên kia nó có một cái dây mạng rất là bé, cho nên là mình phải cúi cái đầu cần nữa, không có nó trồ vào cái dây mạng nó sẽ rất là nguy hiểm. Đứt xuống là lại phải mất công ấy để đi gọi thợ theo nối là rất là mất thời gian. Anh em làm nhiều khi là những chỗ hẹp kia cả anh em cứ để ý cho mình, nó cũng không thiệt đi đâu. Ra cái đầu ngoài này mới dồn rồi. Nó nâng lên dần rồi đấy anh em. Cái này thì mình sẽ cào dần lên cho mình than ra nhé, bởi vì nó có ít dần đi rồi mà, nó không nhiều như kiểu ở dưới kia nữa rồi. Từ buổi sáng này xong mà loanh quanh đến bây giờ là cũng hơi lâu rồi đấy các bác. Lo là buổi sáng này mình phải chờ cái xe ô tô kia nó đi về để nó lấy hàng ấy các bác. Nó đi đổ hàng, nó đổ những cái rác cái xỉ ấy, là mình phải chờ nó rất là lâu. Chỗ này là nó bắt đầu đến đất này. Chỗ nào nó lắm cục quá thì thôi anh em nhé. Cục những cái dạng như của bê tông thường người ta đổ ra nó rất là nhiều. Cái khế này có mỡ ở cái đầu cần của mình. Thank you.
Và cái ấy để nó không mắc vào cái mái nữa anh em nhé. Đấy, múc nó phía trên như có cái mái này. Đấy, đấy. Vứt sang bên này đi. Múc xong cái này mình sẽ đi xuống để mình hạ cái nền cốt dưới này. Video này thì mình sẽ làm cái cốt thôi các bác nhé. Còn video sau mình sẽ đã quay ở cây máy xúc nhỏ và vào trái đất là mình sẽ gọi là san cái bay này. Đấy, cái chỗ này thì là lát mình san bay và nó cũng ok này. Thế nên mình cũng không cần phải làm sạch lắm. Đó, chỗ này thì nó thấp sẵn rồi mà. Ok nhé. Đấy. Chỗ này nó có bê tông nhưng mà mình vẫn bấm đi nhá. Và này độ khá là dày. Đá này sẽ mòi hết lên. Đấy, mòi lấy cốt luôn này nhé. Đồng khá là cứng. Cái ghế này thì mình sẽ để lại một gần 1 mét đi, 1 mét để cho cái rễ của nó sau này còn phát triển. Ok, đi lên để mới ở cái đằng xa hơn này. Rất là ghê vào dây điện. Tầm này là không có dây điện này, chắc ra đây thì nó cũng sâu hơn này. Bởi vì nó xa cột rồi, cột nó tít bên kia. Mình sẽ lấy cốt bằng này nhé. Bên này hôm nay mình lấy cốt bằng kia này. À, thêm mấy ít nữa. Đây sẽ lùi lại nhá. Đây nó hơi nắng một tí, anh em thông cảm. Người ta lát cái gạch hoa rất là nhiều vào đây. Lượng bay mình múc lên nó cũng khá là nhiều đấy anh em. Cái này thì mình sẽ kết thúc cái video đấy các bác nhá. Mình sẽ quay tiếp cái video để mình đăng ở cây máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất. Thì anh em nào xem thì quan tâm đến công trình này, anh em sẽ sang cây máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất xem nốt cho em nhé các bác nhá. Bởi vì em có 2 kênh cho nên là với lại cái công việc của em làm nhiều khi nó cũng nhiều quá, mình cũng không quay hết ở trong một video ấy. Nên là mình sẽ chia nhỏ nó ra. Đấy,
anh em có thể là ra kênh mấy chút nhỏ của bọn chúng ta để anh em xem. Mình lùi vào cái chỗ này nó kêu khá là to. Ok, chào anh em.